Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, bước sang tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài chiếu cố, giải hung hóa cát, chớp được vận may, bất ngờ trúng số, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng. Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Nhâm Tuất đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và trong cuộc sống thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, công danh sự nghiệp thành đạt, tiền bạc đủ đầy, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần phải có một chút vận may để có niềm tin vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi Nhâm Tuất được dự báo trời ban cho số mệnh phú quý, điều kiện đủ đầy, đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, được thần tài ban cho lộc lớn, ăn nên làm ra, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Nhâm Tuất diễn ra trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, xương con chó, tướng tinh con chim chỉ, cuộc đời được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Nhâm Tuất mệnh thủy là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình, đã làm gì là họ làm tới cùng. Cũng yêu và đam mê công việc của mình, mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Trong công việc, Nhâm Tuất là người khiêm nhường và ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức mình. Họ là người rất giỏi trong chuyện tính toán làm ăn. Họ biết cách sử dụng tốt nhất những đồng tiền mình có trong tay. Vì tương lai phát triển sau này, họ sẽ lên kế hoạch kỹ càng tới từng chi tiết. Cho dù không phát tài, phát lộc thì họ cũng sẽ giữ được mức sống sung túc thoải mái cho mình. Người tuổi Nhâm Tuất sợ nhất là bị bó buộc, họ như dòng nước chảy, luôn luôn muốn chảy mãi không ngừng, không muốn ở nơi ao tù nước đọng, ý chí cao xa hoặc có nhiều tham vọng có muốn thực hiện hết những điều đó để sau này không phải nuối tiếc. Cùng nhìn lại quãng đường mà Nhâm Tuất đã đi qua. Kỳ thực trải qua sóng gió của cuộc đời, Nhâm Tuất cũng tôi rèn ra con người mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Nhâm Tuất luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Nhâm Tuất giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không thật thà, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng, nhìn thì Nhâm Tuất như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Nhâm Tuất là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Nhâm Tuất, đó là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bên gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Nếm trải cuộc đời, kỳ thực Nhâm Tuất cũng hiểu được rằng, một đời người có thể gặp phải rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt, lại có vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy đến, khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Cũng như vậy, một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất thường tình. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng, khinh mạt bạn, đơn vị làm việc bất công làm thương tổn bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không nể mặt mũi bạn, hết thấy những việc này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu ngay cả vây quanh mình là những suy tính quẩn quanh,
bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn, được mất, lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể thảnh thơi mà sống cho được. Kỳ thực, ở độ tuổi này, nhâm tuất cũng sẽ trở thành người dứt bỏ được nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, tự giải thoát cho mọi ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Nhâm tuất thấy được rằng, nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động thân không vọng động, người không động thì tâm không làm bậy, người động tâm rồi, nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ, đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Trong mỗi người đều có thể tìm thấy sự bình yên từ bên trong bản thân và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Nếu có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không thì tùy duyên, có như vậy, tâm không phiền, ý không loạn. Kỳ thực, con người ai cũng vậy, nhâm tuất cũng vậy, khi không muốn rước phiền não vì mình thì người khác cũng không còn cách nào gây phiền não cho bạn, chính vì tâm bạn không muốn buông xuôi. Vạn pháp duy tâm tạo, nhâm tuất là kết quả của những gì bạn nghĩ, nếu như nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Kỳ thực, nhâm tuất là người có trí tuệ, vì vậy bạn hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất tạp, từng tí một, từng cái một và từng lúc một, hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách ấy, chỉ cần tự sắc an tâm thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt, nếu còn một người chưa đủ thì đừng nên thoát một mình. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Cũng có thể thấy, chính bởi hội tụ trong bản thân tinh hoa của người mệnh thủy, nên nhâm tuất là người sống công bằng, cởi mở, coi trọng chia sẻ và các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Chính nhờ bởi mệnh chủ có cho mình được những mối quan hệ chất lượng nên hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, cũng như sự nghiệp phát triển không ngừng, gặt hái được thành công nhất định về địa vị cũng như tài lộc cho bản thân. Vậy, vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, sẽ diễn ra như thế nào? Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Nhâm Tuất đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này dù làm việc lớn hay nhỏ, đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của Nhâm Tuất đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẻ vang như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Con giáp này nên thành sự thận trọng, khiêm tốn để tránh rước họa vào thân. Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Tháng này cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho tuất kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra, con giáp này cũng mở rộng được mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm của con giáp này trong tháng 10 năm 2023 âm lịch cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới, sẽ càng vô cùng gắn kết và ngập tràn nụ cười. Phương diện sức khỏe của Nhâm Tuất nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật, dù vậy tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Nhâm Tuất thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp thấy rằng phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều nhờ thiên đức cát tinh mang tới. Thiên tài xuất hiện trong tử vi tháng mới của Nhâm Tuất mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu vẻ vang, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhẹ bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên,
cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy bạn có thể được cân nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù là việc lớn hay nhỏ, đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, tuy nhiên cũng vì có lợi thế hơn người. Nên đến lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc, đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn, con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn. Hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi, dù vậy bạn cũng không nên xa rời thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ và thực tiễn. Về phương diện tài lộc, tháng mới, phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, cũng nhờ vậy cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu, tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Nhâm Tuất, càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ sinh lời sinh lãi, tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Cát khí khởi vượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, Nhâm Tuất nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy, bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, Nhâm Tuất cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi đối diện nhiều khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng, sao Bát Bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà. Nơi đây được coi là khu vực sinh tài vượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi thấy rằng, bước sang tháng 10 năm 2023 âm lịch, nhân duyên của tuổi Nhâm Tuất khởi vượng, vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng, nhờ tam hợp nhập mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, đào hoa vượng chỉ có lợi cho người độc thân, còn với những ai đã có đôi có cặp, cần hết sức thận trọng, kiểm soát cảm xúc của mình. Để tránh gây rắc rối, trong mọi hành động, lời nói của bạn đều phải có chừng có mực, trái cây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính, để rồi phải hối hận về sau. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu. Một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của Nhâm Tuất trong tháng nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy tháng này nguyệt lệnh lâm thai ở Nhâm Tuất, ngụ ý thể trạng vẫn còn non yếu, không nên lơ là sao nhãng, việc dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động, sẽ đẩy lùi được tật bệnh. Đặc biệt, tháng này có hương tinh bạch hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ xảy ra, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây là bản trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Nhâm Tuất sẽ có một tuần bận rộn vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất, lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn trong tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng của bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Nhâm Tuất vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự phiền muộn sẽ qua đi rất nhanh.
Hơn thế, trong tháng tuổi Nhâm Tuất được giải thần các tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát. Nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu ắt sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của tuổi này cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Lưu ý, dưới xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hứa hênh, lộ liễu, kẻo tên mất tật mang, chi tiêu cũng cần có kế hoạch. Đừng mua sắm quá đà theo hướng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy, tuy nhiên cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang vượn vận, quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, tỵ, dậu. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 12, 69, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển trong công việc, có thể là lúc thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên cấm được lợi nhuận càng cao. Bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất luôn bình ổn, không có biến động lớn, đôi lứa cũng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng mọi chuyện đâu rồi trở lại vào đó, người độc thân vẫn phải mải mê phấn đấu cho công việc, sự nghiệp, tạm thời chuyện yêu đương không quá sốt sắng. Trong tuần sức ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn, tuổi Nhâm Tuất cần phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là sao nhãng, kẻo ngã quỵ lúc nào không hay, ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao không cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dần, mão, tiểu nhân, dậu, sửu. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 62, 38, 96. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải lo đơn độc nữa, làm việc gì, tuổi Nhâm Tuất cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh, dù sự trợ giúp ấy khá nhỏ. Đôi khi chỉ là vài lời động viên an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi này được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy cũng cố gắng gượng, mọi thứ rồi sẽ qua. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp nhưng cũng không quá sóng gió, áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng. Đôi khi vì quá mệt mỏi mà cả hai lười chia sẻ, dẫn đến tình trạng khủng hoảng vì không hiểu nhau, nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ngọ, dần, tiểu nhân, sửu, tỵ. Màu sắc may mắn, cam, tím. Con số phát tài, 23, 67, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2023. Vận trình tuần mới của người tuổi Nhâm Tuất có cát có hung đan xen, có cách thức song hành cùng cơ hội. Tuổi Nhâm Tuất vốn lanh lợi nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đôi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Để biết và khắc phục những điểm này, không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Nhâm Tuất dần vượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Để biến ước mới trở thành hiện thực, một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể.
Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại. Vì vậy hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn ở hiện tại. Công việc trôi chảy, đều đặn theo lịch trình đã định, không có đổi thay hay khó khăn gì, nên tuổi Nhâm Tuất cứ làm tốt việc ở công ty. Hết giờ là ra về, đầu óc thoải mái, không cần nghĩ ngợi, bạn không có cạnh tranh quá gay gắt nên cũng có thể xem là bình yên. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, bán hàng rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu đầy túi. Sức khỏe của bản mệnh tương đối ổn định, thể trạng thích hợp để đảm đương nhiều việc quan trọng, nhưng những ngày này thời tiết có nhiều thay đổi, cần đề phòng bệnh đường hô hấp, nhất là người có tiền sử bệnh suyễn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Tuất, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 25, 68, 06. Nhân sinh cảm ngộ. Tu tâm dưỡng tính và hãy biết rằng nghịch cảnh cũng là một cơ hội mà vận mệnh mang đến. Trên đời này chẳng có ai là hoàn mỹ, không chút sứt mẻ, chúng ta cũng chẳng thể được tất cả mọi người yêu quý, có người thích, có kẻ ghét, có người mến thì sẽ có người bài xích, ai cũng đều mong cả đời sẽ trôi qua suôn sẻ, nhưng đó chẳng qua chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Phật dạy, người sống trong thuận cảnh sẽ chẳng bao giờ thành Phật, đời người nếu như luôn xuôi gió, xuôi nước, không gặp phải bất kỳ gợn sóng lận đận nào, vậy thì không thể gọi là cuộc sống. Nhưng đối với những người bậc quân tử, người có trí tuệ cao thượng thì hết thảy những tổn thương đó không phải là trở ngại mà là vận mệnh gây ra, mà đó chính là món quà Bồ Tát mang lại để thử thách cho chúng ta. Dù không phải khổ đau, nhưng nếu có thể trải qua khổ nạn thì tôi luyện được ý chí bền bỉ, đó mới chính là món quà quý báu mà cuộc sống ban tặng. Những kẻ tiểu nhân, kẻ ác tạo ra muôn trùng khó khăn, nhưng thực chất là giúp chúng ta tu hành, cho nên chúng ta cần phải mang lòng cảm kích nghịch cảnh. Không phải là bất hạnh, nên hãy bình thản đón nhận, mọi việc ta làm đều có trời cao chứng giám, bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài. Đặc biệt, nếu ta có một tâm lý vui vẻ và lành mạnh, cũng là yếu tố then chốt để thay đổi vận đen và cũng là cách vượt qua nghịch cảnh. Khi vận số không suôn sẻ, thì vận càng đen, sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn, vì vậy bạn phải kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay đổi thành tâm trạng tốt, thì niềm vui, bạn không vui, nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Chỉ cần bạn kiên trì, tôi tin rằng bạn sẽ sớm thay đổi vận mệnh. Hãy tin vào chính nghĩa và có chánh niệm. Chính nghĩa và lẽ phải được nói đến ở đây là trong khi bạn đang tìm kiếm niềm tin của chính mình. Bạn không được có những lệch lạc về niềm tin dẫn đến những tình trạng bất lợi như mê tín, tà giáo. Ví dụ, nếu bạn tin vào đạo Phật, bạn nên đến một ngôi chùa gần đó để thắp hương. Ngôi chùa là một thánh địa yên tĩnh, linh khí rất tốt để gột rửa tâm ô uế, mê muội, loại bỏ thông tin xấu, trở về với bản ngã để tìm được tâm thanh tịnh. Chỉ cần bạn vững tin vào thánh ý của Đức Phật, tin vào quả báo, nghiệp báo và buông xả tâm mình là sẽ bình yên. Đừng lo lắng và phàn nàn, bạn cần vững vàng trên con đường thay đổi chánh niệm. Một khi bạn làm được rồi, tôi tin rằng trong thời gian sớm nhất, bạn nhất định sẽ gặp nhiều may mắn và mọi việc suôn sẻ. Chọn bạn tốt, ít bạn nhưng phải chất lượng. Nếu bạn có những người bạn tốt chính là đang tiếp xúc với những người may mắn và tràn đầy năng lượng tích cực, khiêm tốn và chăm chỉ, bạn không cần phải có quá nhiều mối quan hệ. Hãy kết thân với những người khiến mình cảm thấy vui vẻ, tích cực, phát triển và sử dụng năng lượng tốt của họ. Năng lượng tốt rất dễ lan tỏa và thay đổi hào quang của bạn. Nếu có được sự hợp nhất của từ trường may mắn, sau một thời gian dài, bạn cũng sẽ gặp được may mắn và thoát khỏi nghịch cảnh sớm. Con người khi gặp nghịch cảnh thường là khi vận khí không suôn sẻ hoặc kém may mắn là do nhân tố nào đó của bản thân và áp lực từ bên ngoài gây ra. Một khi những năng lượng tiêu cực này vượt quá năng lượng tích cực mà bạn có, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên mệt mỏi và bị cản trở và rơi vào nghịch cảnh. Đừng vì cá tính của mình mà từ bỏ bản thân và đổ lỗi cho người khác. Hãy nhớ rằng, khi bạn không may mắn, rất nhiều ý tưởng và phán đoán của bạn có thể sai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống và nghịch cảnh chỉ ra rằng, chúng ta phải chủ động có biện pháp phát huy năng lượng tích cực của bản thân, sử dụng năng lượng tích cực của môi trường, cộng hưởng năng lượng tích cực của người khác để cùng nhau vượt qua những năng lượng tiêu cực này. Chỉ cần bạn dám đương đầu với nghịch cảnh và vượt qua thất bại, tôi tin rằng bạn sẽ gặp may mắn. Những người đang gặp nghịch cảnh ơi, hy vọng bạn sẽ thoát ra khỏi bầu trời u ám của chính mình, càng sớm càng tốt nhé. Vâng, quý vị thân mến,
Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.